hướng dẫn chi tiết cách viết mẫu CV ngân hàng Bản Việt. Đúng quy chuẩn ngân hàng Bản Việt là một cái tên có chút xa lạ đối với nhiều người. Tuy vậy đây cũng là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có lịch sử hoạt động lâu năm. Ngân hàng Bản Việt cũng là một điểm đến lý tưởng cho các ứng viên. Hãy cùng tìm hiểu cách viết mẫu CV ngân hàng Bản Việt và những lưu ý khi gửi hồ sơ trong bài viết sau đây nhé. 1. Cơ hội việc làm tại ngân hàng Bản Việt 1. Một, một tổng quan về ngân hàng Bản Việt. Ngân hàng Bản Việt hay tên giao dịch tiếng Anh là Vietcombank Commercial Stock Bank là một trong số những ngân hàng thương mại cổ phần tốt và uy tín nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong thị trường tài chính ngân hàng chứa đầy sự cạnh tranh giữa các ông lớn thì ngân hàng Bản Việt vẫn còn là cái tên khá mới mẻ đối với nhiều khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Ngân hàng Bản Việt có trụ sở chính đặt tại thành phố Hồ Chí Minh với tổng số vốn tính đến năm 2020 ở mức hơn 61 tỷ đồng. Đến nay, sau hơn 30 năm hoạt động, từ trụ sở chính ban đầu đặt tại thành phố Hồ Chí Minh Ngân hàng Bản Việt đã phát triển một hệ thống các chi nhánh và phòng giao dịch trải rộng trên 30 tỉnh thành phố lớn trên cả nước, trong đó có tổng số gần 120 điểm giao dịch và quy mô hơn 1.500 nhân sự. Một, hai, cơ hội việc làm tại Ngân hàng Bản Việt cũng như nhiều ngân hàng khác. Hàng năm Ngân hàng Bản Việt đều có những đợt tuyển dụng nhân sự số lượng lớn ở nhiều vị trí từ cấp nhân viên đến cấp độ quản lý. Ngân hàng luôn chào đón những ứng viên tiềm năng tốt nghiệp chuyên ngành ngân hàng đài chính hoặc những chuyên ngành có liên quan bên cạnh đó hàng năm ngân hàng bản việt còn khởi động chương trình thực tập sinh dành cho sinh viên trên toàn quốc để trao cơ hội được học hỏi và trải nghiệm cho những bạn trẻ xem thêm cách điền mẫu cv binh chuẩn nhất hai hướng dẫn viết mẫu cv ngân hàng bản việt chuẩn nhất hai một hướng dẫn viết mẫu cv ngân hàng bản việt cũng tương tự như quy trình tuyển dụng nói chung của các ngân hàng ngân hàng bản việt cũng áp dụng quy trình tuyển dụng bài bản và khắt khe với mục tiêu tìm kiếm được những nhân viên tiềm năng nhất phù hợp với từng vị trí những ứng viên xuất sắc luôn được chào đón. Ngân hàng Bản Việt cũng chỉ tiếp nhận những ứng viên sử dụng mẫu thông tin ứng viên do chính ngân hàng cung cấp và đăng tải trên trang chủ tuyển dụng. Ngoài ra, những ứng viên sử dụng CV ngân hàng Bản Việt tự thiết kế hay bất kỳ một loại CV nào khác đều không được chấp nhận. Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách ghi thông tin trong bản thông tin ứng viên do ngân hàng Bản Việt cung cấp nhé. 2.1 một, một phần mở đầu trong phần này bao gồm một số thông tin cơ bản phục vụ cho việc phân loại hồ sơ ứng viên. Bạn cần điền đầy đủ và không được bỏ sót bất cứ trường thông tin nào trong số các thông tin sau đây. Trước danh dự tuyển 1 và 2. Bạn có thể ứng tuyển tối đa cho hai vị trí. Rõ ràng ngân hàng bản Việt rất ưu tiên cơ hội việc làm cho các ứng viên, tỉnh, thành phố muốn làm việc. Bạn điền thông tin về địa điểm có chi nhánh của ngân hàng nơi mình muốn làm việc. Ứng với hai nguyện vọng bạn sẽ ghi địa chỉ hai lần. Thu nhập đề nghị, ghi rõ mức thu nhập mong muốn dựa trên vị trí công việc và năng lực của bản thân. Ngày có thể tiếp nhận công việc. Bạn có hai ô để ghi ngày có thể bắt đầu công việc. Hãy sắp xếp công việc và lịch trình của bạn để có thể đến nhận việc đúng ngày nhé. Ảnh thẻ Bạn cần chèn thêm một ảnh thẻ 3 bốn chụp trong thời gian gần nhất vào ô đã được quy định sẵn. Bạn cần chọn ảnh thẻ đúng quy chuẩn và không quá xa ngày ứng tuyển 2. 1. 2. Thông tin cá nhân trong phần này bạn cần ghi đầy đủ và chính xác những thông tin cá nhân và cũng không được bỏ sót bất cứ trường thông tin nào nhé. Cụ thể những trường thông tin cần điền bao gồm họ và tên bạn cần viết in hoa có dấu toàn bộ họ và tên đầy đủ ngày sinh điền đúng theo chứng minh thư căn cước công dân nơi sinh điền đúng theo chứng minh thư căn cước công dân giới tính điền nam hoặc nữ số chứng minh nhân dân thẻ căn cước hộ chiếu bạn chỉ cần điền một trong ba loại mã số ngày cấp điền đúng theo chứng minh thư căn cước công dân hộ chiếu nơi cấp điền đúng theo chứng minh thư căn cước công dân hộ chiếu quốc tịch thường sẽ là quốc tịch việt nam đối với người nước ngoài thì điền đúng quốc tịch của mình dân tộc điền tên dân tộc ví dụ kinh thái tôn giáo Điền không nếu không theo tôn giáo nào. Trường hợp còn lại thì điền tên tôn giáo tình trạng hôn nhân. Độc thân đính hôn đã kết hôn lì thần lì hôn hóa bộ chiều cao. Điền chiều cao theo đơn vị cũng cân nặng. Điền cân nặng tính theo đơn vị điền đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân điện thoại di động. Điền số điện thoại sử dụng cho công việc và liên lạc được điện thoại cố định. Điền thêm nếu có, không có thì để chống email. Điền địa chỉ email sử dụng cho công việc Facebook, dán link trang cá nhân Facebook nếu có địa chỉ thường trú. Điền đúng theo thông tin trong sổ hộ khẩu địa chỉ liên lạc. Điền địa chỉ chỗ ở hiện tại, thông tin người liên hệ khi cần thiết, điền thông tin của người thân hoặc bạn bè thân thiết để làm phương tiện liên hệ nếu nhà tuyển dụng không thể liên hệ với bạn qua số điện thoại hoặc email đã cung cấp ở trên. Mối quan hệ, điền mối quan hệ của bạn và người liên hệ ở mục trước số điện thoại. Điền số điện thoại của người liên hệ đã điền ở mục trước hai. 1.3. Quá trình học tập và các khóa đào tạo và kỹ năng đây là phần ghi những thông tin về trình độ học vấn của ứng viên một trong những tiêu chí ứng tuyển của ngân hàng bản việt đó là những ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành ngân hàng đài chính và những ngành liên quan quá trình học tập và đào tạo sẽ được điền bắt đầu từ quá trình gần thời điểm phỏng vấn nhất trở về trước trong mỗi quá trình bạn cần điền đầy đủ thông tin về thời gian bắt đầu và thời gian tốt nghiệp tên trường hoặc tên đơn vị đào tạo tên chuyên ngành tên hệ đào tạo loại hình đào tạo và xếp loại điền thông tin về quá trình học tập từ thời điểm gần phỏng vấn nhất tiếp theo là khoảng trống để bạn liệt kê ra những kỹ năng của bản thân để trở thành nhân viên ngân hàng thì bạn cần có trình độ tin học văn phòng và trình độ ngoại ngữ. Ngoài ra bạn cũng có thể ghi thêm các kỹ năng khác của bản thân để làm phong phú hơn thông tin ứng tuyển của bản thân. 2. 1. 4. Quá trình công tác liệt kê tối đa hai công việc bạn từng đảm nhiệm trong thời gian gần thời điểm ứng tuyển nhất. Trong mỗi công việc cần điền đầy đủ các thông tin bao gồm tên đơn vị tên công ty hoặc doanh nghiệp trước danh thời gian công tác, điền ngày bắt đầu và ngày nghỉ việc mức thu nhập hàng tháng nhiệm vụ chính liệt kê nội dung những công việc bạn từng thực hiện tình trạng làm việc lý do nghỉ việc thành tích đạt được nếu có thông tin của người quản lý trực tiếp bao gồm họ tên chức danh và số điện thoại hai 1, năm quan hệ gia đình và thông tin tham chiếu trong phần quan hệ gia đình bạn cần điên đầy đủ thông tin về những thành viên trong gia đình mình những thông tin về mỗi cá nhân bao gồm họ và tên mối quan hệ với bạn năm sinh nghề nghiệp nơi ở chỉ cần ghi tên tỉnh thành phố số điện thoại điền trung thực thông tin tham chiếu trong phần thông tin tham chiếu bạn cần trả lời ba nội dung như sau: Thông tin của bạn bè, người thân đang làm việc tại ngân hàng Bản Việt chọn phương thức qua đó bạn biết đến thông tin tuyển dụng của ngân hàng. Trả lời câu hỏi: Bạn đã từng dự tuyển vào ngân hàng Bản Việt chưa? Cuối cùng bạn cần điền ngày tháng gửi hồ sơ và hoàn thành mẫu thông tin ứng viên. 2. Hai, hai, những lưu ý khi gửi hồ sơ ứng tuyển ngân hàng Bản Việt Mỗi vị trí đều tuyển dụng số lượng có hạn nhưng lại có rất nhiều ứng viên. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ cạnh tranh là sẽ có. Bởi vậy bạn phải rất cẩn thận khi điền hồ sơ. Sau đây là một số lưu ý bạn cần nhớ để không đánh mất đi những ưu thế của bản thân. Bạn cần điền đầy đủ các trường thông tin trong các ô tách hiển thị trên file thông tin Excel. Nếu có, và lưu ý là không được bỏ trống bất cứ trường thông tin nào. Bạn không được phép chỉnh sửa bất kỳ chi tiết nào dù là nhỏ nhất trong file thông tin. Ngân hàng bản Việt sẽ không chấp nhận những bản thông tin ứng viên mà đã bị chỉnh sửa định dạng. Chỉ trừ trường hợp ứng viên chèn thêm dòng nhằm bổ sung thông tin tại các mục quá trình học tập, quá trình công tác và quan hệ gia đình file ảnh thẻ và những ô được tô màu xanh nhạt là những thông tin bắt buộc ứng viên phải điền hoặc chọn từ trường thông tin sẵn có. Riêng đối với vị trí dự tuyển là giao dịch viên thì ngoài file ảnh thẻ và những ô được tô màu xanh nhạt, các thông tin về chiều cao cũng như cân nặng là bắt buộc phải điền. Ứng viên cần lưu bản thông tin bằng tên gọi theo cấu trúc được quy định sẵn. Địa điểm làm việc trước danh ứng tuyển nọ và tên ứng viên ví dụ Hồ Chí Minh Khắc Doan Cam Thao sau đó gửi file về địa chỉ email được ngân hàng cung cấp hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua website tuyển dụng của ngân hàng bản việt trên đây là những thông tin về cơ hội việc làm tại ngân hàng bản việt hướng dẫn viết mẫu cv ngân hàng bản việt cũng như những lưu ý khi điền bản thông tin ứng viên và gửi đến ngân hàng tuy chưa được nhiều khách hàng biết đến nhưng môi trường làm việc trong ngân hàng bản việt được đánh giá là rất chuyên nghiệp và có lộ trình thăng tiến rõ ràng